ơi, chị Minh xinh quá à. Trời ơi, ganh tị luôn á. Nhưng mà body mình không cho phép mà. Chỉ biết ngồi thèm thuồng thôi. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với NETV. Và 2-3 giờ sáng ngày hôm trước, anh quản lý của mình có gửi cho mình một cái MV và kêu là Nhi ơi, reaction cái MV này đi. Tại vì cũng sắp Tết rồi, bắt đầu làm video về Tết từ từ đi là vừa. Ok, thì cái reaction MV hôm nay sẽ mở màn cho những cái video chủ đề Tết của mình. Và các bạn hãy cùng theo chân mình xem đến hết để xem là trong cái video này có gì hay ho, bỏng mắt mình soi nha. Tết này, nghỉ đón Tết hay nghỉ đón Tết? Là nó có khác gì nhau nhỉ? Bao nhiêu dự định cuộc đời nhưng mà tôi cứ lao đao. U là trời, tôi cứ tưởng được nghỉ ngơi cho đầu óc nó thảnh thơi nhưng mà hay. Trời ơi, chốt đơn xem livestream. Cái gì? Chốt đơn. Trời ơi, lấy em 5kg hạt dưa dùng thịt, mua trái gì để cưa đổ crush được chị? Có món ăn nào ăn vô hết đê đê không? Trời đất ơi. Lấy em 5kg hạt dưa dùng thịt, hạt dưa nào dùng thịt trả lời nghe chơi coi. Mua trái gì để cưa đổ được crush? Mua trái gì để cưa đổ được crush á? Có món nào ăn vô hết bê đê không chị? Em ăn khủng gì, em ăn hạt dưa dùng thịt của cái bà comment đầu kìa. Ăn hết nha, nhớ là ăn hết hạt dưa dùng thịt là hết bê đê nha má. Chốt đơn. Cái gì? Lấy em chục cái qua Tết trả tiền. Ủa mình diện lâu lắm vậy đi nhé. Tao bán hàng online chứ tao không phải làm ngân hàng. Tao bắt cái gì mà có vụ trả góp đi nữa. Chốt đơn căng nghỉ đón Tết. Thấy dễ thương cái chọc hoài, ai mua thì mua, mua thì mua. Mua thì mua, mua thì mua, trời khó ở quá, tao bán lợi không được nhiều mà tao bắt bẻ ghê. Ui, xinh gì hết. Trời ơi, chị Minh xinh quá à. Trời ơi, ganh tị luôn á. Nhưng mà body mình không cho phép mà. Chỉ biết ngồi thèm thuồng thôi. Trời, sang sao căng quá ha. Săn sale căng, nghỉ đón Tết. Săn sale căng, nghỉ đón Tết. Và săn sale căng, nghỉ đón Tết. Câu nói bình thường thôi mà. Kít két. Kít két. Ủa, chưa, tôi coi lại. Bẻ. Rồi bẻ đôi. Hồi đó giờ tôi ăn sai hả ta? Chưa. Nãy mới xu được bên phòng ổng mấy hộp KitKat nè. KitKat Tết. Hình như là anh quản lý tôi đang đẩy tôi vô con đường quảng cáo Tết thì phải. Chứ gì nữa. Nhưng không sao, video mở đầu cho những video Tết mà. Xé theo chiều dọc. Ui, tính ra cái gói này là gói mới mọi người. Chưa. Xé theo chiều dọc. À đây, ở trong có mấy cái thanh nhỏ nhỏ nè. Rồi tôi tưởng nguyên cái thanh sô-cô-la to ở trong chứ. Là ở bên trong cái hộp là sẽ có 2, 4, 6 thanh KitKat. Giờ tôi sẽ thực hiện như trong quảng cáo. Đây là một đoạn TVC ngắn được tài trợ bởi KitKat. Em cầm như vậy đúng chưa ạ? Có bị bóng sản phẩm không ạ? Cái hình của em có thể bóng thì sản phẩm cũng được bóng nha. Trời như beauty vlogger á. Bây giờ mình sẽ xé theo chiều dọc, bẻ ra. Từ đó giờ mình cứ nghĩ là mình xé rồi mình ăn thôi chứ. Cái này nãy giờ mình để tủ lạnh á, nó hơi giòn xíu. Rồi, phải bẻ đôi nữa. Tôi có định làm theo thôi. Quay xong mới ăn. Nhưng mà mình bẻ rồi mình cầm trên tay rồi mình để nó cũng kỳ. Để ăn thôi, cái lớp sô-cô-la nó mịn. Mà xốp, bánh xốp nó giòn vậy. Mọi người nghe một cái trò rất mất dạy mà video nào mình cũng chơi. Tôi thấy tôi khó làm quá. Ngon đấy. Tiếp. Hả? Cái gì? Chơi chữ. Nghỉ đón Tết mệt. Nghĩ như câu sau chứ nè. Câu trước là nghỉ đón Tết bình thường. Nhưng mà câu sau là một câu khẳng định. Nghỉ đón Tết mệt rồi. Nghỉ phải đón Tết là kiểu khẳng định đó mọi người. Rapper khác. Chơi chữ đỉnh. Nghỉ
như gì nè 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 rep comment nè, mua trái gì cô đổ crush chị, mua trái phiếu em ơi, thông minh đấy, nghĩ đi, cô bán cũng ế, hồi nãy chị biếu em luôn lấy Thảo được. Trời, mình thích cái biểu cảm của cái chị bán hàng online quá à. Ô trời, mắt chị căng. Ê, cái giao diện này hơi quen quen. Đồ bộ, đeo vàng, nữ hoàng đi đường quyền. Đem cô Minh Hiếu tôi vô luôn hả? Sao cái da này không bút luôn cô Minh Hiếu cho nó chất ta? Mà kiếm diễn viên khéo ghê á, nhìn cũng giống cô Minh Hiếu chứ bộ. Ba mẹ đi có vợ cho biết anh cảm thấy căng thẳng, còn ba mẹ thì lăng tăng, mấy bà hàng xóm vẫn hay ghé tay hỏi, không ai mượn luôn. Để cho cô mai chiếc camera chạy bằng cơm đeo vàng, không ai mượn luôn. Nói chịu không nổi, sao mà sống đây, chỉ muốn trốn ngay. nghỉ đón tết mệt. Ủa? Alo? Chào bác cơm ao luôn. Bác cơm ao luôn. Trời, dễ thương quá à. Mọi người biết mình nghĩ gì không? Mình nghĩ Ricky Star trong cái video này là cái thanh KitKat đó mọi người. Giống kiểu như là mỗi cái lúc mà có chuyện gì xảy ra mà khó xử á, là đưa thanh KitKat ra. Thì giống kiểu là cái cách mà Ricky Star xuất hiện nó cùng với cái thanh KitKat đó mọi người. Giống kiểu như là ổng là ổng là cái để giải quyết á mọi người, giải quyết tất cả mọi chuyện á, như cái cảnh này mình thấy nè. Ổng cứ đứng sau lưng mấy cái nhân vật mà có câu chuyện á, như cái lý nhân cầu thang này cũng vậy nè. Đó, đứng kiểu vậy luôn. Tại vì ổng liên quan gì trong cuộc đời mấy người này đâu mà ổng xuất hiện, ổng giải quyết đúng không? Mình nghĩ giống kiểu nè. Cái cách mà Ricky Star xuất hiện giống như là một cái thanh KitKat sống vậy. Hả? Hội ế bình dững 12A1. Alo, qua gặp nhau xả đi mấy bà ơi. Mấy bà này chung lớp. Trời ơi, tiệc cuối năm. Visual của Min không bao giờ là mình thất vọng luôn á. Ôi, xịn dữ. Rồi. Áo quốc gia, đồ. Tôi cứ nghĩ là sẽ tới cái đoạn mà nghỉ đón Tết mệt. Nghỉ á mọi người. Ôi, xinh quá à. Cái outfit này của Ricky ngầu quá nè. Nhìn cưng quá à. Đúng kiểu nhìn mấy cái MV Tết kiểu này nó mình nôn Tết lắm luôn mọi người. Mặc dù bây giờ là mình theo kiểu như là mình đã đi làm xa rồi á, một năm thì Tết tới cũng phải có nhiều thứ để lo á. Nhưng mà gặp mấy cái MV này đúng kiểu là mình nôn Tết lắm luôn ấy. Được gặp mọi người, được kiểu hội tụ các kiểu ấy. Trời, đây. Lặp lại là đoạn này ăn tiền nhãn hàng là có tiền ăn Tết nè. Đấy trời ơi, mong chị kế toán bên đó lúc nào cũng vui chuyển tiền em sớm cho em qua ăn Tết. Trời, có một cái mà mình rất là thích và mình muốn học hỏi trong tương lai là cách họ lồng ghép cái thông điệp của họ xen lẫn vào những cái trang và những cái tình huống rất là đời thật luôn. Nãy giờ mà mình react thì mấy bạn cũng thấy rồi. Ngoài ra thì mình thấy đây là một MV khá là đáng xem. Kiểu như là nó sẽ giúp cho chúng ta nạp những cái năng lượng tích cực và có thêm sự gọi là hứng khởi hừng hực để mà về quê đón Tết đó mọi người. Cho nên thì như đầu video mình đã nói mình sẽ để link MV gốc ở dưới phần mô tả để các bạn cùng vào xem chung với mình nha. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để Yến Nhi TV sẽ có nhiều video mới nữa nha. Bye bye.